Xin chào tất cả các bé đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì có rất là nhiều cách để cho các bé kết nối để lấy từ nhiều nguồn nhạc khác nhau, như là các bé sử dụng cổng quang TV nè, những cái mẫu dây AV để kết nối với các thiết bị DAC với amply, hoặc là những một số thiết bị khác có hỗ trợ cái những cái cổng đó. Thì cái dây 3.5 ra hai đầu AV, em thấy cũng có một số anh em thích sử dụng cái dòng dây này, tại vì nó khá là tiện cho các bé sử dụng để kết nối điện thoại nè, hoặc là những cái thiết bị máy tính bảng, laptop có cái cổng 3.5. Đấy, cái cổng 3.5 này nó khá là thông dụng ở những cái thiết bị điện thoại. Đấy, thì cái nhu cầu mà nghe nhạc của anh em thông qua điện thoại cũng rất là nhiều, nên là nếu mà cái điện thoại của các bé có sử dụng đang có cái cổng 3.5 này, thì các bé có thể là lấy nguồn nhạc từ điện thoại của mình để kết nối với amply là sử dụng thôi. Đấy, hoặc là có một cái cách để cho các bé sử dụng cái dây 3.5 này, đó là các bé có một cái thiết bị DAC mà có cái cổng out á, là cái cổng 3.5 này, thì các bé có thể sử dụng thêm một cái dây này để kết nối thêm một cái thiết bị amply. Đấy, các bé cũng có thể sử dụng dây này để làm thêm một cái nguồn phát cho một cái thiết bị DAC. Tùy theo cái nhu cầu mà các bé sử dụng, thì với cái dòng dây 3.5 ra hai đầu AV này thì có rất là nhiều kích thước để cho anh em lựa chọn và sử dụng. Thì đây là hàng bãi dây 3.5 ra hai đầu AV của Hotech. Đây là hàng bãi Nhật, dây nguyên bản như thế này để đúc liền nguyên khối, nên anh em nằm thích những cái dòng dây nguyên bản thì lựa chọn cái dòng dây này sẽ rất là thích hợp. Về cái giá thành cũng như là về cái chất lượng truyền tải của cái dòng dây này, nó sẽ rất là ổn định. Đó là một số anh em đã sử dụng cái dòng dây này, để phản hồi lại anh em chỉ nói lại những cái lời của anh em thôi. Đây dây hai đầu AV này em nghĩ nó cũng khá là nhỏ, đây rất là cũng sẽ phù hợp cho anh em. Một số anh em sử dụng những cái thiết bị amply mà có hai cái cổng gần nhau á, em nghĩ sẽ vừa để cho kết nối. Đấy, thì dây bên ngoài sẽ có một cái màu trắng sữa, đây trắng sữa như thế này. Đấy, đây là cái đầu jack 3.5. về cái đầu jack á, thì cái đầu jack này là đầu jack kim loại, nên là các bác cũng có thể được cái tiếng của nó đập vào. Đấy, nó khá là chắc chắn luôn. Đấy, đấy, đây thì nếu mà các bác sử dụng dòng dây này á, thì cái chất lượng của nó sẽ không có ảnh hưởng gì so với các bác sử dụng cái dòng dây AV cả. Nên là nếu mà các bác đang lựa chọn cái dòng dây này thì có thể tham khảo, vì với cái dòng dây 3.5 ra hai đầu AV của Hotech này sẽ đang có rất là nhiều kích thước để cho anh em và các bác sử dụng. Đó là 1,5 m nè, 2 m, 3 m cũng như là 5 m. Đấy, khá là dài, một cái chiều dài em nghĩ là nếu mà các bác này muốn cái chiều dài như thế nào á, thì có thể liên hệ với em. Đấy, các bác cũng có thể thấy được cái phần bề ngoài của dây cũng khá là mềm dẻo. Đấy, khá là mềm dẻo để cho các bác sử dụng nè, khá là linh hoạt để các bác có thể bóp lại như thế này, nhưng mà cái chất lượng ở cái dây nó không hề bị gãy gập. Đấy, tùy theo đó là cái nhu cầu của một số anh em khi sử dụng, nó sẽ rất là tốt và ổn định. Thì về cái dòng dây bản nhựa, cái truyền tải của cái dòng dây này thì nó sẽ rất là đều dải. Đấy, anh em nào thích nghe bass chung chép lên đều á, thì cái mẫu này sẽ đáp ứng được. Đấy, thì em sẽ xin báo giá lại cái dòng dây này để cho các bác xem. 1,5 m sẽ là 280.000, và 2 m sẽ là 320, 3 m sẽ là 380, và 5 m sẽ là 450.000 trên một sợi. Thì các bác có thể tham khảo cái mẫu này và một số cái mẫu dây tín hiệu khác thì bên em vẫn có, các bác có thể xem lại ở những video trước em đã giới thiệu. Thì nếu mà phù hợp, các bác có thể liên hệ với một số điện thoại em sẽ để trên màn hình. Đấy, hoặc là nếu mà các bác ở gần địa chỉ, các bác có thể đến là 134/26 đường Nguyễn Thị Thạch, phường Bình Thuận, quận 7, thì các bác có thể đến, bên em sẽ tư vấn chi tiết hơn về những sản phẩm ở bên em. Em cảm ơn các bác và anh em đã xem hết video này.